Chào mừng các em học sinh đến với giờ học giáo dục công dân khối 7. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau: chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Đầu tiên, các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Trước khi bước vào bài học của ngày hôm nay, cô sẽ nhắc lại một số kiến thức cũ của tiết trước. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát ảnh. Ở đây chúng ta có môi trường biển. Một là môi trường biển tự nhiên, hai là môi trường biển nhân tạo. Vậy thì môi trường là gì và có mấy loại môi trường? Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên, ví dụ như rừng, đất, núi, không khí, đường xá, cầu cống. Có hai loại môi trường, đó là môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Môi trường tự nhiên có nghĩa là có sẵn trong tự nhiên. Môi trường nhân tạo là do con người tạo ra. Là một số hình ảnh của môi trường tự nhiên, các em nhìn vào chúng ta thấy có rừng cây nè, vịnh Hạ Long nè, sông hồ hoặc là động vật hoang dã. Và đây là hình ảnh của môi trường nhân tạo, ví dụ như là đường xá nè, cầu nè, nhà máy nè, rác thải. Cô và các em sẽ cùng nhau bước vào bài học ngày hôm nay, bài 14, tiết thứ 2, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Ở tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu một nhỏ thông tin sự kiện, hay là mã nội dung bài học. Phần một nhỏ môi trường là gì? Vậy thì môi trường trong bài học ngày hôm nay chúng ta đề cập đến đó là môi trường sống, tức là môi trường sinh thái, có tác động đến đời sống, đến sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên. Nó khác hẳn với môi trường xã hội. Vậy thì tài nguyên thiên nhiên là gì? Cô và các em sẽ cùng nhau quan sát ảnh. Ở đây chúng ta có hình ảnh của tài nguyên thiên nhiên. Thì ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu khái niệm tài nguyên thiên nhiên là gì? Là những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cho cuộc sống của con người. Ví dụ như là khai thác dầu mỏ, khai thác tài nguyên nước, động vật, thực vật quý hiếm cũng như là mỏ khoáng sản, v.v. Ở tiết trước chúng ta cũng đã tìm hiểu phần 2 nhỏ của hai la mã tài nguyên thiên nhiên là gì. Vậy thì môi trường và tài nguyên thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với đời sống, sự phát triển của con người và xã hội? Môi trường bị phá hủy cho nên dẫn đến là chúng ta bị thiên tai, bị động đất, bị sóng thần, lũ lụt. Hình ảnh kế tiếp chúng ta thấy người dân bị nạn hạn hán và lũ lụt. Và đây là hình ảnh của một số động vật quý hiếm bị săn bắn. Sau khi quan sát ảnh thì các em hãy nêu suy nghĩ của mình về các hình ảnh mà các em vừa xem. Vậy thì việc môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi sẽ dẫn đến hậu quả gì? Hiện nay môi trường và tài nguyên thiên nhiên đang bị ô nhiễm, bị khai thác bừa bãi. Điều đó đã dẫn đến hậu quả rất lớn, ví dụ như là thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống, sức khỏe, tính mạng của con người. Vậy thì môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống con người? Ở tiết trước, chúng ta cũng đã tìm hiểu phần 3 nhỏ tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Rõ ràng chúng ta thấy môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như vậy. Vậy thì chúng ta cần phải thực hiện rất nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
trước tình trạng môi trường bị ô nhiễm, nguồn tài nguyên thiên nhiên thì cạn kiệt, em hãy nêu một số biện pháp cụ thể để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Việc làm cụ thể của các em ví dụ như là trồng và chăm sóc cây xanh, khai thác rừng kết hợp với trồng rừng, bảo vệ các loài động vật, không đánh bắt bằng cách hủy diệt ví dụ như là dùng mìn hay là xung điện vân vân, khai thác tài nguyên khoáng sản trên cơ sở phải có phục hồi, không xả rác bừa bãi, khí thải, nước thải phải qua xử lý mới được đưa ra môi trường bên ngoài, nhặt rác ở những nơi công cộng, giữ vệ sinh môi trường sống, hưởng ứng tích cực Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Trái đất, vân vân. Em có nhận xét gì về việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở nhà trường và địa phương em? Đáp án: ở trường thì các em sẽ cùng với các bạn bè mình quét lớp, dọn vệ sinh lớp học, tưới cây trong trường. Ngoài ra là phải trồng thêm nhiều cây mới trong những lần chúng ta cùng nhau đi lao động, vứt rác đúng quy định, không vứt rác bừa bãi, huy động mọi người cùng tham gia giữ gìn vệ sinh xung quanh trường. Ở địa phương thì nguồn nước bị bẩn là thông thường sẽ do rác thải và nước thải sinh hoạt. Đất bị ô nhiễm là do sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt. Nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm cả môi trường đất, nước, không khí, cần phải phân loại và vứt rác đúng nơi quy định. Ngoài ra phải tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường sống. Chúng ta cùng quan sát ảnh. Ở đây chúng ta thấy là biển bị ô nhiễm cho nên dẫn đến cá chết hàng loạt. Sau đó là hình ảnh các nhà máy thải chất thải công nghiệp dẫn đến ảnh hưởng các sông ngòi, kênh rạch đều bị ô nhiễm, rồi rác thải sinh hoạt, rồi không khí bị ô nhiễm, động đất và sạt lở. Hình ảnh kế tiếp là hình ảnh chúng ta thấy rõ ràng là rừng bị tàn phá rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do người dân phá rừng, kế tiếp là do cháy rừng và do người dân họ đốt rừng làm rẫy. Đây là những hình ảnh chúng ta thấy là rõ ràng môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng. Em hiểu thế nào về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Bảo vệ môi trường là giữ cho môi trường trong sạch, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu quả xấu do con người gây ra. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên, tu bổ tài nguyên có thể phục hồi. Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu phần 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ. Vậy thì ở tiết thứ 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần 4 nhỏ. Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường, ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vậy thì pháp luật có quy định gì về bảo vệ môi trường? Chúng ta sẽ tìm hiểu Luật Bảo vệ Môi trường chương 2 điều 29 nghiêm cấm các hành vi sau đây: 1. Đốt phá rừng, khai thác khoáng sản một cách bừa bãi gây hủy hoại môi trường, làm mất cân bằng sinh thái. 2. Thải khói bụi, khí độc, mùi hôi thối gây hại vào không khí, phát bức xạ, phóng xạ quá giới hạn cho phép vào môi. Theo em, học sinh chúng ta sẽ phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? Trả lời: các em cần làm những việc để góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ như ở trường, các em sẽ cùng bạn quét lớp, dọn vệ sinh khu lớp học, tưới cây trong trường, trồng thêm nhiều cây mới trong những lần đi lao động, vứt rác đúng quy định, không vứt bừa bãi, huy động mọi người cùng tham gia, giữ gìn vệ sinh xung quanh trường và nơi ở. Trách nhiệm của chúng ta như thế nào đối với việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Vậy thì để bảo vệ tài nguyên môi trường, chúng ta nhận thấy cần phải làm ví dụ như là: trước tiên, chấp hành chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường ở địa phương, vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chúng ta
ta sẽ tìm hiểu tiếp phần 5 nhỏ của hai La Mã: trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân. Nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một tình huống. Nếu em là người lãnh đạo của xã, em sẽ làm thế nào để vừa xây dựng nông thôn hiện đại, vừa giữ được môi trường xanh, mát? Đáp án của cô: nếu em là lãnh đạo xã, em sẽ vừa phát triển kinh tế, ví dụ như xây nhà cao tầng, khu công nghiệp, ba chấm, vừa đi đôi với việc phải bảo vệ môi trường. Em sẽ phải giám sát các hoạt động của các doanh nghiệp, tư nhân gây ô nhiễm môi trường thì chúng ta phải xử lý nghiêm minh. Hơn nữa, em sẽ phải huy động người dân trồng cây xanh và giữ lại các hồ chứa nước để làm dịu đi tính khắc nghiệt của môi trường. Tình huống kế tiếp: A. Em hãy cho biết nguyên nhân do con người gây ra dẫn đến hiện tượng lũ lụt. Đáp án: chặt phá rừng bừa bãi, khai thác gỗ trái phép, diện tích rừng bị thu hẹp, không tuân thủ pháp luật về môi trường. B. Nêu tác dụng của rừng đối với đời sống của con người. Đáp án: khai thác, chế biến, phục vụ cho cuộc sống con người, điều hòa không khí, điều hòa khí hậu, ngăn bão lũ. Cô và các em sẽ cùng nhau làm một bài tập. Hành vi nào có ý thức bảo vệ môi trường? 1. Làm vệ sinh nhà ở, lớp học. 2. Ăn quà xả rác xuống sân trường. Số 3. Vứt xác động vật ra đường hoặc vứt xuống sông ao hồ. Số 4. Chăm sóc và bảo vệ cây trong sân trường. Số 5. Hạn chế sử dụng bao bì ni lông. Số 6. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở mọi nơi. Đáp án của cô: câu 1 là có ý thức bảo vệ môi trường. Câu số 4 là có ý thức bảo vệ môi trường. Câu 5. Câu 6 có ý thức bảo vệ môi trường. Bài tập kế tiếp, bài tập A, trang 46. Trong các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ môi trường? 1. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở. 2. Xây dựng các quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ động vật quý hiếm. 3. Khai thác nước ngầm bừa bãi. 4. Sử dụng phân hóa học và các hóa chất bảo vệ thực vật vượt quá mức quy định. 5. Nghiên cứu xây dựng các phương pháp xử lý rác, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. Đáp án của cô: biện pháp 1 là biện pháp góp phần bảo vệ môi trường. Số 2. Số 5. Vậy thì câu 1, câu 2, câu 5 là những hành vi góp phần bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập B, trang 46 sách giáo khoa. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm, phá hủy môi trường? 1. Khai thác thủy hải sản bằng chất nổ. 2. Săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. 3. Đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước. 4. Khai thác gỗ theo chu kỳ, kết hợp cải tạo rừng. 5. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc. 6. Phá rừng để trồng cây lương thực. Đáp án: những hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường là câu số 1, 2, 3 và 6. Các em lấy tập vở ra ghi bài. Bài 14, tiết thứ 2, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Hai La Mã, nội dung bài học. 4 nhỏ, thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường, ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Năm nhỏ, trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân. Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường.
Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.